Bạn này có thể là micro không dây Boss QM69. Nếu bạn không biết thì đối với những MC nổi tiếng hay những diễn giả thì là những người dùng giọng nói để truyền tải đến thông điệp cho người khác. Thế nhưng họ còn có một con người khác, đó là ngôn ngữ hình thể. Sự nhẹ nhàng và tiện lợi của nó sẽ giúp cho những MC và diễn giả tự tin hơn trong việc thể hiện ngôn ngữ hình thể của mình. Hôm nay mình sẽ đi vào chi tiết sản phẩm này như thế nào các bạn. Chúng ta cùng xem về bộ sản phẩm này sẽ có những gì nha các bạn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có bộ điều chỉnh micro thấy các bạn, nó rất là nhỏ nhắn xinh xắn. Ta mở lên như thế nào? Còn hai nút hai bên là nút điều chỉnh tăng giảm âm lượng. Ở dưới sẽ có logo Boss màu đỏ. Ở phía dưới này thì sẽ có một cổng micro USB để chúng ta sạc pin nha các bạn. Phía trên là chúng ta sẽ có hai cái jack 3.5 mic 1 và mic 2. Chúng ta có thể sử dụng hai mic luôn các bạn. Còn cái tai này chúng ta sẽ gắn vào thắt lưng hoặc là túi các bạn. Chúng ta sẽ có hai thiết bị điều chỉnh luôn các bạn. Để đây. Tiếp theo thì đây là một cái đầu thu thương hiệu Boss dọc cần cuộc sống các bạn. Đằng sau thì sẽ có một cổng micro USB và đèn báo các bạn. Rồi chúng ta sẽ đặt qua. Tiếp theo hai sợi cáp micro USB chúng ta có thể sạc pin cho những thiết bị của chúng ta. Cho qua luôn. Đây là cái sắc chuyển đổi từ 6 lên thành 3.5 các bạn, tiện lợi hơn khi chúng ta sử dụng. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, nhìn rất là mỏng manh các bạn, như sợi kẽm vậy. Đây là jack 3.5, chúng ta kết nối với bộ điều chỉnh micro nha các bạn. Chúng ta gắn vào điều chỉnh micro, chúng ta xài chúng ta mở dây ra, sau đó chúng ta sẽ mở dây ra và test thử nha các bạn. Chúng ta cũng xem thử em nói như thế nào. Các bạn, đây là cái đầu micro, đây là một cái cần có thể uống được các bạn.